Chào các anh em đang xem Miền Tây Solar. Hôm nay là tối ngày thứ sáu, ngày 2 tháng 12 2022. Trước mặt các anh em là một cái bàn chải liền thể lớn nhất trong những cái bàn chải liền thể mà mình đã từng tiếp xúc, lớn nhất trong những cái mà mình từng tiếp xúc nha anh em. Cụ thể là nó là bàn chải liền thể của hãng MK, và lần này mình được hãng trợ giá để gửi tới cho anh em cái đèn này với giá cực kỳ là sốc ha. Phải nói là giá sốc. Thì hiện tại mình đang dùng một cái GDT 300. GDT 300 anh em, GDT 300 trên nè. Mình đang pha sáng dưới đây. Nhiều bạn hỏi GDT vậy nó sáng không nè, anh em thấy nè. Cái T300 mình đang treo nè, thấy không? Hơi bụi bặm xíu ha, tại vì cái T300 này mình để ở ngoài bữa giờ cũng đóng bụi đó. Mình pha xuống nè. Đấy, do hồi nãy cúp điện mọi người, cho nên là bên đây nè, bên đây nó không có điện. Cho nên mình gắn, bây giờ thì có rồi. Mình gắn đỡ một cái đèn GT 300 để mình quay video. Thì anh em thấy cái T300 này anh em thấy không? Ánh sáng thấy ghê không? Đã không? Sáng trưng luôn. Đó thì đang pha ánh sáng để mình bắt cái tường tận được cái con bàn chải liền thể mà lớn nhất mà mình từng thấy. Ha, phải nói là lớn nhất ở trên thị trường mà bàn chải liền thể mà nó bự vậy. Mình nghĩ chắc không có đâu có đâu. Bự cỡ này trở lại thôi chứ không có bự nữa. Và đây là cái hôm bữa mình bán gì anh em, 662300, rồi sau đó mình bán 662300M1. Hiện tại mình đang bán 662300M1 rất là nhiều, giá 720 mọi người, rất là nhiều luôn. Thì bữa nay là mình lấy gì anh em, không có nghe nhầm nha, 6623 không phải 662800 đó mọi người, ghê không? 662800 có nghĩa là gì? Bàn chải liền thể 800W, 800W nha mọi người. Đó, độ dài gọi là dài miên man, đây từ đây đến đây là dài 6 tấc 7 ha, cái đèn này dài 6 tấc 7 đấy. Còn chiều ngang thì nó tầm 3 tấc rưỡi ha, chiều ngang 3 tấc rưỡi và chiều dài 6 tấc 7, bự to tướng luôn. Còn cấu hình thì mọi người nghe cũng là giật mình luôn. Thứ nhất là bộ pin lưu trữ bên trong này là bộ pin 30A ha, bộ pin 30A ở trong đây nè, trong cái thân này nè, bộ pin 30A. Tiếp theo là cái tấm pin sạc này bự luôn ha, bao bự, tại vì cái đèn bự cho nên tấm pin bự vậy thôi. Ấy, cẩn thận cẩn thận, nó có một tay hơi khó nha, mình sợ trầy đèn cho nên là mình phải gồng ha. Nãy mình để mốt ở dưới được đó, quá ha, cũng hơi hơi gọi là cẩu thả xíu. Rồi mơ được ước thấy nha anh em. Để miếng mốt ở dưới để làm cho cái đèn nó an toàn hơn, lật qua lật lại nó không có bị trầy đó, để trầy tới tay anh em nó không còn đẹp nữa, thì đó là một điều rất đáng tiếc. Miếng mốt ba phân của mình để thì ngon rồi đó ha. Đó thì mình nhắc lại là cái đèn này bự cho nên tấm pin cũng bự, nặng giờ lật nè, lật cho mọi người thấy tấm pin nè. Đó, tấm pin này bao nhiêu watt mọi người? 40W không? Đấy, theo cái sự giấy tờ ghi là 35W, nhưng mà mình nghĩ thì chắc là 35W chứ không 40W. À, có thể 40W nha. Nè mọi người thấy cái tấm 40W bên kia kìa. Đó, 40W của MK đó, nó kìa. Còn cái tấm này nó đạt được bự vậy không? Cũng gần gần đó ha. Cũng cỡ như là thôi kệ, nhưng giờ nó 35W đi. Tấm pin 35W nha. Trong giấy tờ nó ghi có ghi 35W luôn. Đấy. Thì giấy tờ không phải lúc nào cũng đúng nha mọi người, nhưng mà mình nghĩ là cái tấm pin này 35W thật. Bộ pin lưu trữ 30A nha. Và led mới ghê nè. Hồi nãy mình ngồi mình đếm và mình nhân lên là bao nhiêu? 1.152 con led. Thấy ớn không? Nó cỡ JD 1000 vậy anh em. Cỡ JD 1000 vậy đó. JD 1000 là gì? 1.190 led, còn này là 1.152 con led. Đấy. Thì mọi người thấy là khủng chưa? Đấy, tấm pin này anh em ra thị trường mua cũng 500 ngàn. Số lượng led này anh em ra thị trường mua cũng 500-600 ngàn, rồi cái tấm pin với số lượng led đó là đủ rồi, thấy không? Rồi ở đây có bộ pin lưu trữ 30A anh em ra thị trường mua cũng khoảng 350 nữa đấy. Rồi cái vỏ bằng nhựa này, anh em ra thị trường mua cũng 300 ngàn nữa, phải không? Rồi remote này cũng 50 ngàn nữa, bịch ốc vít này, rồi cái ống này cũng 50 ngàn nè. Cái ống này là cái ống 50 ngàn nha mọi người nè, ống này thấy không? Đó, đi kèm đầy đủ hết phụ kiện nha. Ống đồ đầy đủ, ống thì ta biết là ta thọt vào đây. Thọt vào đây và siết ốc lại ha. Siết ốc lại cái nó cứng là đem đi kiếm ở đâu đó ta bắt lên.
Đơn giản như thế, tại bằng chải liền thể thì tấm pin nó dính chung cái đèn, cho nên là khi mà ta bắt cái đèn lên thì nó rất là dễ dễ dàng nha, dễ dàng lắm. Nè mọi người thấy không, thân bằng nhựa nguyên khối 100%. Đây đây là mặt dưới của nó, còn mặt trên của nó đây. Mình lật, tức lật lui khó quá anh em ơi. Đây mặt trên của nó đây. Tấm pin bự không, tấm này cũng gần như là 40W chứ không phải 35 đâu, to lắm nha. Xe pin thì rất là đẹp, hàng MK chất lượng anh em. Nó dám bảo hành ta 3 năm đâu đơn giản được anh em. Nè ở đây ta thọt cái ống này vô, ta nhả con mấy con này ra ha, thọt vô và treo lên, ống có sẵn hết, nói chung là phụ kiện có sẵn, về nhà chỉ cần treo thôi. Ta kêu ống vít có nè, thấy không em ơi, em ơi nhờ người cầm cái này để mình review nha mọi người, chứ giờ có mình một đâu có xách lên nổi, tại nó bự dữ lắm. Anh em thấy là nãy mình đo đó, mọi người thấy không, nó bự chà bá luôn, một mình không thể nào mà cầm lên mà review được. Đấy thì cái đèn này giờ mình nói luôn để lát quên nè, giá 1,1 triệu nha, nó cùng giá với cái ông 68210 này luôn. Đây là bàn chải rời thể, còn đây là bàn chải liền thể, bạn nào thích cái nào treo cái đó thôi, chứ còn hỏi mình hai cái này cái nào đáng mua hơn thì mình thấy cái nào cũng đáng mua hết ha, cái nào cũng đang được công ty trợ giá, nhưng mà cái 68210 này nè là mình thấy là có thể là đáng mua hơn. Lý do là tại vì nó là bàn chải rời thể, nó rất là đắt tiền. Người ta bán nó ra 1 triệu mấy, 1,3 triệu mấy, 1,6 triệu mấy lận. Còn cái đèn này hiện tại mình bán 1,1 triệu, giá ở thị trường thì mình cũng chưa có dò là bao nhiêu nữa, nhưng mình thấy cái đèn này giá 1,1 triệu là rất là ok. Anh em có thể mua dịp Tết này là chơi nha mọi người, dịp Tết này chơi ha. Đây cái đèn bự bự chà bá luôn nha. Nè mình có thể để cái gì lên ta, để cái điện thoại lên cho mọi người lấy cỡ nè, lấy cỡ ha. Đây để điện thoại lên cho mọi người lấy cỡ, thấy không? Đấy cái đèn bự to vật vã luôn nha anh em, giá 1,1 triệu nha. Mọi người đam mê thì hãy liên hệ với mình, 1150 1152 con led SMD5730 nha, số lượng led gọi là quá trời luôn, thấy không? Đấy nó phát sáng luôn nè em, thấy không? Lật tới lật lui thì nó lúc sạc lúc không, nên nó tưởng đâu là ban đêm nó phát sáng đấy. Nó có thể là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 3, 2, 4 ô đèn. 2, 4 ô đèn, 1.152 con led. Đấy, thấy ghê không? Bàn chải liền thể mà nó bự thế mà ớn. Bởi vì công ty có mấy cái bàn chải 600W, 500W nữa nè, nhưng mình không lấy. Mình thấy cái này nè, bự mà cấu hình cao mà giá ok mình lấy nè. Chứ còn mấy cái nào không ok là không 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 lấy nha. Đó, chừng nào mà mình thương lượng mình năn nỉ được công ty để giá ok mới lấy. Đấy. Thì thôi bây giờ mình tới cái màn test ánh sáng nha anh em. Rồi bây giờ mình ra địa điểm test đèn cũ anh em. 68 không phải. 662800 nha mọi người, 1 2 3. 662800 nha. Rồi ánh sáng gọi là khủng khiếp nha anh em. 1152 con led. Nó số lượng led gần bằng với con cái đèn JD 1000 nha mọi người. Ở đây mình lùi xa ra cho mọi người thấy cho rõ nè, đứng im. Đây bây giờ thì mình sẽ nè, mình lia nè. Đấy, do mình ấy quơ quơ bấm. Đó anh em thấy nè. Ánh sáng ghê không? Ha mọi người. Đấy. 1152 con SMD 5730 nha. Cao lên. Đấy. Ánh sáng gọi là khiếp luôn nha anh em. Thì sao mà nó tắt ta? Có. Để coi lại cái. Đây. Quay ngược ánh sáng lên nè anh em. Đấy. Thấy không? Ồ cái đèn sáng gọi là khủng khiếp nha. Ở trong những cái bàn chải liền thể thì cái này là thôi bự nhất rồi nha mọi người, không có còn bự hơn nữa. Và ánh sáng thì rất là sáng. Đấy. Mọi người thấy không? Rất là ok cho mọi người. Nó rộng hàng trăm mét vuông nha, và nó phủ ra một cái vùng ánh sáng rất là rộng. Lý do là tại vì số lượng led nó phân tán ở rất là nhiều nơi ha. Số lượng led phân tán nhiều nơi cho nên là nó rất là rộng này, quay bển. Đấy 1,4 triệu một cây nha anh em.
66 28 00 ha, có nghĩa là cái hàng liền thể 800W nha anh em. Đấy, sáng như ban ngày, đèn sáng như ban ngày là có thật nha. Đấy, gọi là sáng như ban ngày luôn nha mọi người, không đơn giản đâu nha anh em. Đấy, cỡ như là GD 500 rồi vậy đó. Đấy, cái remote này là remote bình thường của MK200 anh em. Remote bình thường không có radar, tăng giảm độ sáng 150 auto đồ này kia chứ không có radar nha. Thôi tới đây mình kết thúc video. Bạn nào đam mê thì hãy liên hệ ha. Anh coi anh em coi ánh sáng của nó là phản đất nè. Đấy. Sáng như ban ngày, bắt được kiến luôn. Thôi mình xin chào mọi người nha, hẹn gặp mọi người những video lần sau.